Nó không Mia, không. Nó dành cho sinh nhật. Chúng ta đã sẵn sàng. Marchi, em muốn chơi hả? Ây, nhưng mà không phải bây giờ. Lát nữa chơi nha. Bây giờ đi Marchi, đi. Ây, tới giờ đánh răng rồi. Hello. Brush your teeth up and down. Brush your teeth round and. Marchi, không. Trước tiên chúng ta phải ăn sáng, sau đó mới chơi. Marchi, đây là bữa sáng cho em nè. Ngon miệng nhé. Về bữa sáng cho mình đây. Sữa và ngũ cốc. Sẵn sàng. Em ấy không ăn. Em ấy bệnh rồi. Chúng ta cần một bác sĩ. Bác sĩ, bé chó của mình bị bệnh rồi. Ôi dồi. Nó cần phải chích. À ha, em ấy có một sinh nhật. Marchi, mình quên mất tiêu. Em ấy cần một món quà. À, chúng ta sẽ gọi cho Ajin. Ajin sẽ giúp đỡ. Chào Ajin, hôm nay là sinh nhật của Marchi mà chúng ta quên mất tiêu. Martin có ngày sinh nhật hả? Đúng rồi. Được rồi, anh đi kiếm đồ trang trí nha. Còn em sẽ đi mua bánh sinh nhật, được không? Đợi một lát. Ok, cảm ơn. Chờ thôi. Wow. Mia, nó dành cho em này. Còn cái này nó sẽ dành cho anh. Bóng bay. Không phải hôm nay rồi. Yeah, chúc mừng sinh nhật. Wow. Một lần nữa. Thêm lần nữa. Wow. Không Mia, không. Nó dành cho sinh nhật. Wow. Cái bảng này to quá. Màu cam. Chờ đợi Nasha và bánh kẹo nào. Chúng ta đã sẵn sàng. Bánh kẹo. Wow. Ngon quá. Cho Marchi. Cái này cho em đó Marchi. Nó không phải là bánh. Nó là cái xương thật là lớn. Nó là cái bánh cho chó. Chúc mừng sinh nhật Martin Honey. Chúc mừng sinh nhật Martin. Bạn nhớ like video nha. Và đăng ký kênh của mình. Tạm biệt. Tạm biệt. Không. Cư xử cho đúng mực nào. Bút chì. Cục tẩy. Hộp đựng bút chì. Một cây viết. Và một cây bút chì. Xong. Thank you.
đồ chơi phải để ở nhà. Hộp cơm trưa. Đồ ăn sức khỏe. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Kẹo. Không, không, không. Trái cây và rau củ. Chúng ta cần đồng phục. Ôi dù 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 dù. Không, không, không. Đó không phải là đồng phục. Đó là bánh donut. Đi thay đi. Không, Mia. Đó là đồng phục của cảnh sát mà. Đây mới là của em đây. Đi thay đồ đi. Wow, em thật là xinh đẹp. Chuyện gì xảy ra với mái tóc của em vậy? Em phải chải tóc của em lại trước khi đến trường chứ. Đến trường nào. Sẵn sàng. Đi thôi. Không, không, không. Không nên đem theo chó. Thú cưng không được phép vào trường. Được thôi. Mưa rồi. Ôi dừa 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 dừa. Trường, trường, không ở nhà. Không, không, không. Cư xử cho đúng mực nào. Nhìn xem, đây là học viên mới của chúng ta. Hãy tử tế, được chưa? Hãy cùng kiểm tra chiều cao của em nào. Em cần phải lên cái mốc này mới được. Em nhỏ quá đi. Hãy đến trường vào năm sau nhé. Năm sau hả?